Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho các em về điện tâm đồ trong bệnh lý mạch vành. Thì ở trong bài nói này, anh có ba cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất đó là mình sẽ khảo sát cái sự thay đổi của đoạn ST trong cái hội chứng phành cấp, là nhồi máu cơ tim có ST chân lên thì nó sẽ thay đổi như thế nào, và cái hội chứng phành cấp không có ST chân lên thì cái ST nó thay đổi như thế nào. Cái thứ hai nữa là khi mà mình đã phân định được là nhồi máu cơ tim có ST chân lên thì mình sẽ phân xem coi là nó đang ở cái giai đoạn nào, là cấp, tối cấp hay là bán cấp vân vân. Và cái thứ ba nữa là mình sẽ phân được cái vùng nào là vùng nhồi máu cơ tim, và khi mà mình phân vùng được, mình có thể dự đoán được cái động mạch vành thủ phạm. Thì đầu tiên á, anh nói trước về cái hệ động mạch vành. Thì cái hệ động mạch vành á, là cái hệ thống để tưới máu cho cái mô cơ tim. Thì nó sẽ gồm có hai cái động mạch vành, đó là cái động mạch vành phải và cái động mạch vành trái. Thì cái động mạch vành phải và động mạch vành trái này nó xuất phát từ cái gốc động mạch chủ. Thì khi mà tim nó bóp máu thì nó đẩy máu đi vô trong cái động mạch chủ này, và sau khi mà trong thời kỳ tâm trương, lúc mà cái van động mạch chủ nó đóng lại thì máu đi ngược về, nó máu sẽ dồn vào trong cái xoang van sa va, và từ đó máu nó sẽ tưới máu cho cái hai cái hệ thống động mạch vành. Thì đây là những cái động mạch vành, mấy em sẽ thấy là nó sẽ bò ở trên bề mặt của cái mô cơ tim. Sau khi mà nó đã đi ở trên cái bề mặt của mô cơ tim thì nó sẽ cho ra những cái nhánh xuyên. Những cái nhánh này nó sẽ đi vô trong cái mô cơ tim và nó sẽ cung cấp máu cho cái vùng thượng mạc và cái vùng nội mạc của cơ tim. Đó, đây là cái hệ thống mạch máu em nhìn thấy. Và bên cạnh đó nó sẽ có những cái tuần hoàn bằng hệ để mà cung cấp máu cho những cái vùng cơ tim với nhau. Thì bệnh động mạch vành là gì? Có nghĩa là cái hệ thống động mạch vành nó không đảm bảo được cái chức năng mà cung cấp oxy hoặc là oxy cho cái nhu cầu chuyển hóa của cơ thể. Thì cái sự không cung cấp này nó xảy ra là do sự mất cân bằng giữa cung và cầu. Mất cân bằng cung là sao? Ví dụ như trong một người, người ta bị thiếu máu rất là nặng, hoặc người ta bị mất dịch rất là nặng, tức là giảm cái thể tích tuần hoàn, thì từ đó người ta sẽ làm giảm cái sự tưới máu cho mô cơ tim, thì đó gọi là giảm cung. Cái trường hợp thứ hai đó là trong trường hợp bệnh nhân tăng cầu, ví dụ như những vận động viên thể thao, người ta chơi quá sức. Khi mà người ta chơi quá sức như vậy thì cái nhịp tim người ta rất là nhanh, mà khi mà nhịp tim nó rất là nhanh thì cái nhu cầu nó cao, thì trong khi mạch máu mình nó cũng cung cấp đủ thì cũng dẫn đến làm cho bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim. Thì đó là hai, đó là cái, đó là mất cung cung và cầu. Nhưng mà cái nguyên nhân chính mà gây ra bệnh động mạch vành đó, đó là nguyên nhân chính, nó là do những cái mảng xơ vữa. Thì đây là những cái mảng xơ vữa nó được hình thành trong cái động mạch vành. Thì 90% trường hợp là những cái mảng xơ vữa này nó được hình thành, và khi mà nó hình thành thì nó ngày càng to dần. Và khi mà nó to dần ra như vậy thì nó sẽ gây hẹp cái động mạch vành và làm giảm tưới máu cho cái mô cơ tim. Và cái tình trạng này á, là nó đảm bảo được cái cung 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 cấp máu cho cơ tim khi nghỉ, nhưng mà khi gắng sức cái nhu cầu của cơ tim nó cao hơn, nó cung cấp máu nó không có đủ, thì lúc đó nó sẽ làm cho bệnh nhân có cái tình trạng là đau ngực. Thì cái đó ta gọi là bệnh động mạch vành mãn. Một số trường hợp khi mà cái mảng xơ vữa nó không ổn định, nó bị bong tróc ra, thì lúc này các cái tiểu cầu nó sẽ bám vô trong đây, sau đó nó kích hoạt lên, nó hình thành nên cục máu đông. Và nếu mà cục máu đông này mà to mà nó gây tắc nghẽn động mạch vành như vậy thì cái máu nó không đi vô được, thì lúc đó cái vùng cơ tim nó sẽ bị nhồi máu, thì lúc đó mình sẽ có là nhồi máu cơ tim. Nếu như cục huyết khối này mà nó gây tắc nghẽn hoàn toàn thì mình sẽ có nhũ cơ tim có ST chân lên. Còn nếu mà cục huyết khối này nó nhờ cái hệ thống mà tiêu huyết tự nhiên của cơ thể nó làm tan một phần đi thì cái nó sẽ gây tắc nghẽn không hoàn toàn. Và nếu mà cái thời gian mà tắc nghẽn không hoàn toàn này á, mà nó tức là cái quá trình mà tái thông mà nó xảy ra sớm hơn á, cái vùng mô cơ tim nó chưa bị chết nhiều thì nó sẽ gây ra đau ngực không ổn định. Còn nếu như mà cái vùng mà cái này mà nó tái thông chậm á, cái là nó làm cho cái cơ tim nó hoại tử rồi, thì ta sẽ có là nhồi máu cơ tim không ST chân lên. Thì hậu quả của cái quá trình mà giảm tưới máu hay là nhồi máu cơ tim như vậy thì nó đều ảnh hưởng đến hoạt động điện của tim. Thì người ta sẽ thấy rằng nó sẽ có ba cái chuyện xảy ra. Thứ nhất đó là đây là cái khoảng thời gian hoạt động điện của tim. Thì khi mà bệnh nhân bị thiếu máu và bị tổn thương là giữa vân vân thì cái hoạt động điện này của tim này nó sẽ trở nên ngắn lại so với lại bình thường. Và cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là do cái tình trạng là thiếu máu như vậy thì những cái bơm của cái mô cơ tim nó hoạt động không có hiệu quả, làm cho cái điện thế mà khi mà trong quá trình khử cực á, có thể nó không lên cao như bình thường, nghĩa là nó thấp hơn so với lại bình thường. Và ngoài ra một số trường hợp á, cái quá trình mà tái cực ở đây nó bị rối loạn hoạt động điện, làm cho cái quá trình tái cực điện thế này nó trở nên kéo dài. Và chính vì những cái sự thay đổi về cái thời gian tái cực, khử cực, rồi hoạt biên độ điện thế
và dẫn đến là sự thay đổi ở trên điện tâm đồ. Thì đây là cái hình ảnh của một cái nhồi máu cơ tim có ST chân lên, đó là cái cục huyết khối nó gây tắc nghẽn hoàn toàn động mạch vành. Khi mà cục huyết khối mà nó gây tắc nghẽn động mạch vành như vậy thì người ta sẽ thấy là trên cái giải phẫu của tim nó sẽ gồm có 3 phần. Một cái vùng thứ nhất ở giữa này, đây là cái vùng hoại tử. Vùng xung quanh này đó gọi là vùng tổn thương, và cái vùng ngoài này đó là cái vùng thiếu máu. Thì ba cái vùng này nó sẽ biểu hiện trên cái thay đổi tâm đồ như sau. Đối với lại cái vùng mà thiếu máu, nó sẽ biểu hiện là sự thay đổi của cái sóng T. Sóng T nó sẽ cao lên một cách bất thường. Thứ hai là vùng tổn thương, nó sẽ biểu hiện bằng cái đoạn ST chân lên. Và thứ ba là cái vùng nhồi, vùng hoại tử, nó sẽ biểu hiện là bằng cái sóng Q. Như vậy bây giờ ta sẽ khảo sát đặc điểm của sóng T như thế nào, ST như thế nào và sóng Q nó như thế nào. Thì đầu tiên á, là nói về cái sóng T trước. Thì mình biết là bình thường á, khi mà cái mô cơ tim á, nó hoạt động điện á, thì đầu tiên nó sẽ có quá trình là khử cực. Thì cái đường màu đỏ đây đó là cái quá trình mà khử cực của cái nội mạc. Còn cái màu xanh đây là cái quá trình khử cực của cái ngoại mạc. Thì người ta thấy là gì? Thì nội mạc nó sẽ được khử cực trước, còn nội mạc khử cực trước, còn ngoại mạc nó sẽ khử cực sau. Đó, cho nên cái đường màu đỏ này sẽ trước đường màu xanh. Và sau đó khi mà tiến hành cái quá trình tái cực, thì người ta thấy là gì? Cái quá trình tái cực á, của cái lớp thượng mạc á, thì nó lại xảy ra sớm hơn so với lại lớp nội mạc. Cái lý do vì sao? Bởi vì khi mà trong cái lớp nội mạc á, nó có một cái quá trình đó là nó bị cái nó bị thiếu máu, tức là khi mà cái cơ tim nó co bóp như vậy thì nó sẽ làm cho cái động mạch vành nó bị ép, và nó bị ép như vậy nó sẽ làm giảm tưới máu cái nội mạc. Thì cái này gọi là cái tình trạng là thiếu máu sinh lý. Và khi mà có quá trình thiếu máu sinh lý như vậy, nó làm cho cái hoạt động mà tái cực của cái lớp nội mạc nó sẽ dài hơn so với lớp thượng mạc. Do đó cái điện thế của cái lớp thượng nội mạc đây nó sẽ dương hơn so với lại cái lớp thượng mạc, mà mình biết là cái hoạt động điện thế nó sẽ chuyển từ dương về phía âm, cho nên cái vector điện cực nó sẽ hướng từ trong đi ra ngoài, có nghĩa là nó hướng từ vùng dương về vùng âm. Thì lúc này là cái thượng mạc nó âm rồi, còn nội mạc nó vẫn dương hơn, tức là điện thế ở chỗ này, tính ở tại chỗ này thì cái nội mạc nó cao hơn thượng mạc, nghĩa là nó hướng từ trong ra ngoài. Do đó khi mà tao đo điện tâm đồ thì sẽ có được cái sóng T cao. Đó là cái sinh lý. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân bị cái tình trạng là bị cái thiếu máu cơ tim, thì người ta thấy là gì? Khi mà thiếu máu cơ tim á, thì nó sẽ xảy ra ở trong cái lớp thượng mạc. Do đó khi mà nó thiếu máu trong cái lớp thượng mạc á, thì nó làm cho cái hoạt động điện của cái lớp thượng mạc nó sẽ ngắn hơn lại so với lại bình thường. Và khi cái hoạt động điện mà nó ngắn hơn so với lại bình thường như vậy, có nghĩa là cái điện thế của lớp thượng mạc nó sẽ nhỏ hơn so với lại lớp nội mạc, nghĩa là cái chênh lệch điện thế này nó sẽ trở nên lớn hơn, nghĩa là cái ngoại mạc nó sẽ âm hơn so với lớp thượng mạc. À, xin lỗi, cái lớp thượng mạc nó sẽ âm hơn so với lại cái lớp nội mạc. Do đó cái vector nó sẽ hướng từ trong ra ngoài và nó cao lên, nó sẽ tạo thành nên cái sóng T cao. Thì đây là một cái điện tâm đồ của bệnh nhân trong cái giai đoạn mà bị nhồi máu cơ tim mà biểu hiện cái sóng T tổn thương. Thì ở đây ta sẽ thấy đây đây là cái sóng T. Cái sóng T rất là cao, cao nhọn đối xứng. Sóng T này nó biểu hiện rõ ở cái V1 đây. Nó biểu hiện ở cái V2, nó biểu hiện V3, nó biểu hiện V4 và V5. Thì đây là cái sóng T cao. Thì ngày xưa người ta thấy là cái sóng T cao này kèm với là cái đoạn ST chân đây nè, người ta gọi đây là cái sóng T bậc D. Cái sóng T này nó sẽ xuất hiện trong cái giai đoạn mà nhồi máu cơ tim tối cấp. Cái thứ hai nữa là trong trường hợp cái thứ hai đó là sự thay đổi của đoạn ST. Thì khi mà người ta thấy là trong nhồi máu cơ tim cấp có ST chân lên á, thì ST nó chân lên. Cái lý do tại sao mà cái ST nó chân lên đó là khi mà bệnh nhân bị cái tình trạng mà bị tổn thương, lúc này là tổn thương, thì người ta sẽ thấy là cái gì, cái điện thế của cái lớp thượng mạc á, nó sẽ không cao bằng cái lớp nội mạc mà nó sẽ thấp hơn so với lớp nội mạc. Và như vậy ở đây người ta thấy sẽ có sự chênh lệch điện thế, có nghĩa là điện thế ở trong lớp nội mạc nó sẽ dương hơn so với lại cái lớp thượng mạc. Như vậy là cái vector hướng nó sẽ hướng từ điện thế dương về điện thế âm. Như vậy có nghĩa là nó hướng từ trong đi ra ngoài. Và chính vì nó hướng từ trong đi ra ngoài như vậy thì nó sẽ làm cho cái ST chênh lên. Thì người ta thấy là trong có rất là nhiều bệnh lý cũng làm cho ST chênh lên. Ví dụ như là bệnh nhân bị viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim,
bệnh nhân bị phình mạch thắt, vân vân, nó có rất là nhiều nguyên nhân cho ST chân lên hoặc là hiện tượng tích cực sớm chẳng hạn. Thì khi mà mình thấy một ST chân lên như vậy thì mình phải xem coi là cái ST chân lên này nó có thỏa mãn cái tiêu chuẩn, điều kiện ở trong cái nhồi máu cơ tim hay không. Thì người ta thấy là cái ST chân lên á, mà trong cái nhồi máu cơ tim nó có những cái tiêu chuẩn sau. Thì đối với lại các cái chuyển đạo mà ngoài cái V2, V3 thì chỉ cần chân lên 1 mm so với đường thẳng điện là được. Còn đối với lại V2, V3 thì người ta thấy là nếu mà nam á, mà trên 40 tuổi á, thì nó phải chân lên 2 mm. Còn dưới 40 tuổi thì nó phải chân lên 2.5. Tại vì những cái người trẻ tuổi á, dưới 40 tuổi thường cái thành ngực người ta mỏng. Cho nên nó cái điện thế nó có thể cao, cho nên người ta sẽ lấy là 2.5. Còn đối với nữ á, là chỉ cần là chân lên 1,5 mm là được. Đây, đây, đây là cái đường thẳng điện. Từ cái đường thẳng điện này ta sẽ kẻ ra. Đó. Bên. Đây. Từ cái đường thẳng điện này ta sẽ kẻ ra. Đây, đó, đây là cái đường thẳng điện. Rồi, từ đây ta kẻ xuống đây. Lỗi điểm gì ở đây. Đó. Và người ta sẽ đếm coi là nó bao nhiêu, ví dụ như 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy đây là 6 mm, đây là chuyển đạo D2. Chỉ cần chân lên 1 thôi mà ở đây là chân lên tới 6 mm. Như vậy đây là có cái ST chân lên. Thứ hai nữa là cái ST này nó sẽ chân lên dạng vòm. Đây là mình sẽ thấy nó dạng vòm. Nên. Thứ ba là gì? ST phải chân lên ít nhất ở hai chuyển đạo liên tiếp. Thì hai chuyển đạo liên tiếp là sao? À, không phải là mấy bạn thấy là D2 với lại D3 là hai chuyển đạo liên tiếp nha. Trên thực tế khi mà mình đối chiếu ở trên cái mặt phẳng thì mình thấy là gì? Ở giữa D2 và D3 nó còn có AVF. Như vậy D3 và AVF thì được gọi là hai chuyển đạo liên tiếp, hoặc là D2 AVF nó được gọi là hai chuyển đạo liên tiếp. Còn D2 và D3 không phải là hai chuyển đạo liên tiếp. Tương tự cũng vậy, D1 và D2 không phải là hai chuyển đạo liên tiếp, mà là D1 và AVL mới gọi là hai chuyển đạo liên tiếp. Từ V1 đến V6 thì dễ rồi, V1, V2, V3, V4, V5, V6, ít đó. Và ít nhất là hai chuyển đạo, ví dụ như là chân lên ở V1, V2, chân lên ở V5, V6 hoặc là chân lên V3, V4, nghĩa là ít nhất ở hai chuyển đạo. Cái tiêu chuẩn thứ ba đó là nó phải có động học. Có động học có nghĩa là sao? Nghĩa là người ta sẽ thấy là ST nó chân lên, sau đó là nó sẽ bớt chân và sau đó nó trở về đẳng điện. Đó, nó có những cái động học như vậy. Và một cái đặc điểm nữa là trong ST chân lên đó là nó có cái hình ảnh soi gương. Hình ảnh soi gương là sao? Ví dụ như trong trường hợp này mấy bạn lấy ở đây là cái gương, mấy bạn kẻ một nửa ở đây thì mấy bạn sẽ thấy là gì? Ở chỗ này là ST chân lên, đây sóng R, xin lỗi, sóng R dương, thì ở đây mình sẽ thấy là sóng S sâu. Ở đây ST chân lên thì đây ST chân xuống. Đó, thì đây người ta gọi là cái hình ảnh soi gương. Như vậy khi mà nó có những cái đặc điểm trên như thế này thì mình mới biết khẳng định được đây là ST chân lên trong nhồi máu cơ tim cấp. Đây, trong cái điện tâm đồ này, thứ nhất là mấy bạn sẽ thấy là gì? À, đây là ST chân lên. Ở D2, D3, AVF. Được chưa? Đó, chân lên. Ở đây nãy mình đếm rồi, đây là 6. Đây cũng là 6. Ha. Đây là khoảng là 5. À, như vậy là có ST chân lên. Cái đến là ST chân lên này nó ở hai chuyển đạo liên tiếp, đó là D2 AVF, D3 AVF, là D2 D3 AVF. Nó chân lên có dạng vòm, chưa? Rồi, cái đến là động học thì mình phải đo cái điện tâm đồ tiếp theo, và cái đến là nó có hình ảnh soi gương. Đó là mình đo ở cái AVL, mình thấy nó chân xuống. Như vậy đây là đặc điểm của ST chân lên trong nhồi máu cơ tim cấp. À, cái đến nữa là cái sóng quy hoại tử. Thì người ta thấy là gì, sóng quy tại tại sóng quy bệnh lý hay còn gọi sóng quy hoại tử, thì mình biết rằng á, là trong cơ thể của mình á, là nó có những cái sóng quy sinh lý nữa. Cái sóng quy sinh lý này nó thường nằm rõ nhất là ở cái D3. Thì tại sao mà nó có sóng quy sinh lý thì mấy bạn biết rồi, trong cái quá trình khử cực của thất á, thì cái vector khử cực của thất á, nó sẽ đi qua cái vách liên thất, là nó đầu tiên nó sẽ đi từ bên phải qua bên trái, nghĩa là nó hướng về phía bên phải. Đó, cho nên thường là bên phải á, nó sẽ có cái sóng R, rồi sau đó nó sẽ cực thất phải và thất trái, thì bên thất trái nhiều hơn cho nên cái vector nó đi qua bên trái. Do đó nếu mà mình nhìn trên những cái chuyển đạo á, thì mình sẽ thấy ở D3 nó có thể xuất hiện sóng quy, hoặc là ở V5, V6 nó có thể xuất hiện sóng quy. Thì đó, những trường hợp đó người ta gọi đó là những cái sóng quy sinh lý thôi. Thì
Thì như vậy thì sống quy bệnh lý như thế nào? Thì sống quy bệnh lý nó phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là gì? Đó là cái độ rộng này nè của nó là phải lớn hơn hai ô, nghĩa là nó lớn hơn, ông xin lỗi, lớn hơn một ô nhỏ. Đó, trong trường hợp này mình thấy nó khoảng là hai ô lớn hơn 0,08 giây. Cái thứ hai nữa là cái chiều sâu của nó này nè, là nó phải lớn hơn 1/4 sóng R tương ứng. Ví dụ như ở đây sóng R ở đây cao từ đến đây là khoảng là 7 ô, nó nghĩa là 7 mm. Ở đây cái sóng Q của nó là tới 5 mm, nghĩa là nó cao hơn 1/4 sóng R tương ứng, thì đây gọi là sóng Q bệnh lý. Thì trên điện tâm đồ này mình sẽ nhìn thấy sóng Q đây, mình sẽ thấy nó nằm ở D2, đây là sóng Q đây. Nó là khoảng 1 ô rưỡi, nghĩa là 0,06 giây. Và chiều sâu của nó thì hơn nửa cái số D2. Cái đến là D3 thì cũng tương tự, cái chiều cao của gần bằng cái sóng R. Và AVF thì nó cũng tương tự như vậy. Cái sóng Q ở đây nó xuất hiện ở D2, D3, AVF. Đó, đây là sóng Q hoại tử, nó nằm ở cái thành dưới. Như vậy sau khi ta nắm được những cái đặc điểm của sóng Q, ST và T, thì người ta sẽ dựa vô đó để mà người ta có thể chẩn đoán được các cái giai đoạn. Thì người ta thấy là gì? Khi mà đầu tiên là trong giai đoạn tối cấp, thì biểu hiện của giai đoạn tối cấp đó là cái sóng T nó sẽ cao lên. Sau đó tiếp theo là bắt đầu đoạn ST chân. Đoạn ST chân rồi sau đó là khoảng 6 giờ thì sóng Q nó bắt đầu nó xuất hiện. Nghĩa là sau 6 giờ, nghĩa là cái mô tim bắt đầu nó hoại tử rồi. Nó hoại tử nhiều rồi và lúc này nó sẽ biểu hiện trên điện tâm đồ. Và lúc này sóng Q nó sẽ xuất hiện. Và cái sóng Q khi mà nó xuất hiện thì nó sẽ càng lúc và nó càng sâu xuống. Và càng lúc càng sâu và sóng R lúc đó này nó sẽ bớt chiều cao lại. ST bắt đầu nó bớt chênh. Và khi mà ST nó bớt chênh nó về đẳng điện rồi thì lúc này người ta nói là kết thúc giai đoạn cấp. ST chênh là giai đoạn cấp và khi mà ST về đẳng điện nghĩa là kết thúc giai đoạn cấp và chuyển sang giai đoạn bán cấp. Trong giai đoạn bán cấp này nó chỉ có biểu hiện sự thay đổi của sóng T. Cái lúc này là sóng T nó âm và lúc này nó âm, càng lúc nó âm càng sâu dần. Sau đó nó đến một cái mức nào đó, sau đó sau đó nó trở về và nó bớt âm đi. Nó trở về đẳng điện hoặc là thậm chí và nó trở về lại trạng thái bình thường. Thì khi mà sóng T mà nó trở về cái trạng thái mà không thay đổi nữa thì người ta gọi đó là kết thúc giai đoạn nhồi máu cơ tim cấp. Và nó sẽ chuyển sang đó là giai đoạn kết thúc xin lỗi kết thúc giai đoạn bán cấp và nó sẽ chuyển sang là giai đoạn nhồi máu cơ tim cũ. Chứ không có nhồi máu cơ tim mãn nha, nó gọi là kết thúc giai đoạn nhồi máu cơ tim và đó là cái hình ảnh của một cái nhồi máu cơ tim cũ. Thì một số trường hợp ST thường sau 2 tuần cái đoạn ST nó sẽ trở về đẳng điện. Tuy nhiên nó có một số trường hợp ST nó vẫn chênh lên và kéo dài trên 2 tuần. Thì trong trường hợp đó đó là do những cái vùng mà mô cơ tim vào nó bị hoại tử. Nó bị hoại tử xong nó bắt đầu nó tiến trình sơ hóa làm cho cái vách viên thất nó vẫn phình lên. Và khi mà cái vách viên thất nó phình lên thì trên điện tâm đồ nó biểu hiện là cái đoạn ST nó vẫn chênh. Như vậy là ST nó chênh lên hơn 2 tuần thì người ta sẽ nghĩ liền là coi chừng nó có biến chứng là phình vách thất. Thì cái biến chứng phình vách thất này nó sẽ thường gặp nhất là trong trường hợp mà bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nằm ở vùng trước. Cho nên là mình sẽ thấy là cái ST nó sẽ chênh lên khoảng là từ nói chung là chênh lên ở chuyển đạo trước ngực, tức là khoảng là từ V1 đến V6 và thường kèm theo đó là nó có sóng R sâu. Về tiếp theo đó là về phân vùng của nhồi máu cơ tim thì người ta thấy rằng nó làm để dễ nhất á, mấy bạn chỉ cần nhớ là bốn có bốn vùng cơ bản, đó là vùng thành dưới, vùng thành bên, vùng thành trước và vùng thành sau, đó là bốn vùng cơ bản. Thì đối với lại cái vùng thành dưới á, đây đây là cái vùng thành dưới thì nó chỉ là tương ứng với lại D2, D3, AVF, không nhất thiết là phải cả ba D2, D3, AVF, có thể chỉ cần là D3, AVF là đủ rồi hoặc là D2, AVF cũng là đủ chẩn đoán nhồi máu thành dưới rồi. Cái đến là vùng thành bên. Thành bên nó là D1 AVL đó, thì phải đủ cả D1 AVL thì mình mới chẩn đoán được thành bên. Vùng trước thì là từ V1 cho đến V6. Thì trong cái vùng trước này người ta chia ra là V1, V2 và V3 thì người ta gọi là vùng trước vách, có nghĩa là trước vách viên thất. V3, V4 thì thường là vùng vùng mỏm, nhưng mà cái vùng này hiếm gặp lắm thì thường nó từ là V1 cho đến V4 luôn. Thì trong trường hợp mà mấy bạn nói nó từ V1 đến V4 á, thì người ta sẽ gọi là vùng trước vách mỏm. Còn nếu nó kéo dài đến V1 cho đến V5 rồi thì người ta gọi là vùng trước rộng. Ở vùng trước rộng này nếu mà nó ST nó chân lên từ V1 cho đến V6 mà nó kèm theo D1 AVL nữa thì người ta sẽ gọi là trước rộng và bên cao. Còn cái vùng sau
thì cái vùng sau là ST nó sẽ chênh lên ở V7, V8, V9. Đối với lại đó là đó là những cái vùng mà nhồi máu bên trái. Còn đối với lại nhồi máu bên phải thì ST nó sẽ chênh lên hơn 1 mm ở các chuyển đạo bên phải, đó là V3R và V4R. Đó là cái cách mà người ta dùng để phân vùng. Thì đây là trường hợp mà mấy bạn sẽ thấy là đây là nhồi máu cơ tim nằm ở thằng trước. Đó là biểu hiện của cái đoạn ST chênh lên. Sóng T cao. Sóng T cao. ST chênh lên. Ở đây nó đầu nó có sóng Q rồi. Nó nằm từ V1, V2, V3, V4, V5. Thì đây người ta gọi nó là vùng trước rộng. Rồi V6 thì cũng có vẻ hơi chênh chút xíu. D1 AVL. Đó, nó cũng có vẻ nó hơi chênh lên. Đó, thì cái này có thể gọi là trước rộng ở bên cao. Trong trường hợp này mấy bạn sẽ thấy là nếu mà mấy bạn nhìn á thì mấy bạn sẽ thấy là ở D2 đó, D2 có vẻ bình thường. D3 AVF mấy bạn thấy là ST chân xuống đúng không? Đó. Thì trong trường hợp này mấy bạn nhìn không quen á, mấy bạn sẽ đọc đây là thiếu máu cơ tim. Nhưng mà thực tế mấy bạn nhớ là gì? Ở vùng D2 D3 AVF nếu là soi gương D1 AVL. Thì trong trường hợp này mấy bạn sẽ thấy là D1 AVL ST nó chân lên. Còn D2 D3 AVF ST chân xuống thì đây chính là những hình ảnh soi gương. Thì trong trường hợp ST chân lên ở D1 AVL như thế này thì người ta gọi nó là nhồi máu thành bên. Trường hợp này mình thấy là ST nó chân lên ở D2, D3 AVF thì đây chính là cái nhồi máu cơ tim cấp nằm ở cái vùng thành dưới. Khi mà mình đã nói về một cái nhồi máu cơ tim thành dưới thì nếu mà mình chỉ dừng lại ở đó không thì không có đủ mà người ta sẽ đi những cái bước tiếp theo. Thì mình biết là cái vùng thành dưới á, nó được nuôi máu bởi cái động mạch vành, đúng không? Thì cái vùng thành dưới này nó được nuôi bởi hai nhánh động mạch vành, đó là vùng động mạch vành phải và cái động mạch vành trái. Thì cái trên thực tế là hai cái động mạch vành này nó nuôi máu không phải là như nhau, mà nó sẽ có một thằng ưu thế hơn. Thì thường á, là cái động mạch vành phải nó sẽ ưu thế, nghĩa là nó sẽ nuôi chủ yếu là thằng dưới, nó sẽ chiếm là khoảng là 80%. Khoảng 10 đến 15% còn lại là động mạch vành trái ưu thế, đó là cái nhánh mũ của động mạch vành trái. Đó là nó sẽ nuôi cho cái thằng dưới. Như vậy trong trường hợp nếu là bệnh nhân mà bị ưu thế phải mà động mạch vành phải mà nó bị tắc thì chắc chắn là thằng dưới nó sẽ bị chết. Còn nếu như là bệnh nhân ưu thế trái mà động mạch vành trái mà nó bị tắc thì chắc chắn là thằng dưới nó sẽ bị chết. Như vậy bây giờ trên một cái điện tâm đồ làm thế nào để mình biết được đây là cái động mạch vành phải bị tổn thương hay là động mạch vành trái bị tổn thương? Thì bây giờ người ta sẽ làm như sau. Thì bây giờ nếu như mà động mạch vành phải nó bị tổn thương ở đây đó, thì cái vùng thành dưới này nó sẽ bị chết. Đây, vùng thành dưới nó bị chết. Thì ở bên đây á, là do cái động mạch vành phải nuôi, còn một phần nhỏ bên này á, do động mạch vành trái nó nuôi. Như vậy trong trường hợp này bên phải nó sẽ chết nhiều hơn so với bên trái, bởi vì bên trái vẫn bình thường mà, còn bên phải nó mới bị tắc. Thì khi đó ST nó sẽ chênh lên ở D3 cao hơn D2. Tương tự cũng vậy, trong trường hợp mà nếu mà cái nhánh trái mà nó bị tắc thì cái nhánh trái nó bị tắc thì cái vùng dưới bị tổn thương, thì bên này là bên trái nuôi, bên này bên phải nuôi, vì bên trái nó bị tắc cho nên bên trái nó chết nhiều bên phải, thì khi đó là D2 nó sẽ cao hơn D3. Như vậy mình nhìn vào một cái điện tâm đồ, nếu mà mình thấy D3 mà nó cao hơn D2 thì mình biết động mạch vành thủ phạm là động mạch vành phải. Còn nếu mà D2 mà cao hơn D3 thì mình biết động mạch thủ phạm là động mạch vành trái. Thì đây 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 là cái hình ảnh mà nhồi máu cơ tim thành dưới. Thì trong trường hợp này mình thấy ST nó chênh lên ở D2 AVF, còn D3 thì gần như là đẳng điện. Như vậy trong trường hợp này là có hai chuyển đạo là D2 và AVF, như vậy chắc chắn đây là nhồi máu thành dưới. Và D2 cao hơn D3. Như vậy đây là tổn thương của nhánh mũ LCS. Còn trong trường hợp này đó là bệnh nhân này có ST chênh lên cả D2 D3 AVF luôn, chắc chắn là thằng dưới rồi. Và trong trường hợp này mình thấy là D3 ở đây là 3 mm, còn D2 đây có 2 mm thôi. Như vậy là D3 cao hơn D2. Như vậy đây là tổn thương của động mạch vành phải. Thì đó là cái cách mà mình xác định được động mạch thủ phạm. Trên thực tế thì khi mà mấy bạn thấy mà bệnh nhân bị nhồi máu thành dưới thì mấy bạn thường hay là đo cái V3R V4R để mà mấy bạn xem có nhồi máu thất phải hay không. Thì trên thực tế là người ta thấy là gì? Là 50% nhồi máu cơ tim thành dưới sẽ kèm theo là nhồi máu cơ tim thất phải. Thì cái thành dưới của mấy bạn biết đó là nếu mà trong trường hợp thành dưới mà là do động mạch vành phải chi phối thì cái nhánh động mạch vành phải này nó sẽ nuôi cho cái thành dưới và đồng thời nó sẽ có một cái nhánh để mà nó nuôi cho thất phải. Nếu mà nó bị tắc ngay tại chỗ này thì chỉ có thành dưới nó chết. Tắc ngay tại chỗ này chỉ có thành dưới nó chết, nhưng mà nếu mà tắc ngay tại chỗ này
thì vừa thành dưới và vừa thất phải bị tổn thương. Nhưng mà trên thực tế mấy bạn đo điện tâm đồ 12 chuyển đạo thì mấy bạn chỉ thấy được D2 D3 VF, chứ mấy bạn không thấy được cái điện tâm đồ nào mà của cái thất phải hết. Như vậy trong trường hợp đó mình muốn biết có động mạch vành phải tổn thất phải tổn thương hay không thì mình sẽ đo V3R với 4R. Thì đây là cái vùng những cái vector điện cực điện thế của cái thất phải. Thì nếu như trong trường hợp cái thất phải đã bị tổn thương thì lúc đó cái vector nó sẽ hướng về phía bên này, phía chuyển đạo bên phải, thì lúc đó mình sẽ đo được V3R với 4R, mình sẽ thấy ST nó chênh. Một số trường hợp nếu mà tổn thương nó rộng thì lúc đó nó sẽ làm thay đổi điện thế ngay tại chỗ V1, thì mình đo ngay tại V1 mình sẽ thấy ST nó chênh lên. Như vậy người ta chỉ cần thấy là ST nó chênh lên ở V3R 4R hơn 1 mm ta có thể chẩn đoán. Hoặc là nếu mà người ta thấy là ST nó chênh lên ở V1 mà cao hơn so với lại V2 thì người ta cũng chẩn đoán là có nhồi máu thất phải. Thì đây là trường hợp người ta nhồi máu thành dưới. Đây, mấy bạn thấy đây. Ở đây ST chênh lên ở D2, D3, AVF. D3 cao D2 chắc chắn là mạch vành phải rồi, đúng không? Nó có hình ảnh soi gương nữa. Và người ta đo V3R với 4R. Đó, đây V3R đây, V4R đây. Đó, mấy bạn sẽ thấy là ST nó chênh lên rất là rõ ha. Nó chênh lên là tới 5 mm luôn. Ở đây chênh lên là 4. Như vậy đây là trường hợp này là bệnh nhân có cái nhồi máu thành dưới mà kèm theo là thất phải. Trường hợp này cũng vậy, đây cũng là một cái nhồi máu thành dưới, nó cũng có D2, nó không có D2 mà có D3 AVF nha. Đây là một cái nhồi máu thành dưới, nó có hình ảnh cả hình ảnh soi gương nữa. Và khi mà mấy bạn trong trường hợp này người ta đo ở nhìn cái V1 á, thì người ta thấy là có ST chân lên hơn 1 mm ở đây, mà trong khi ở V2 thì lại là bình thường. Như vậy là trong trường hợp này là ST nó chân lên ở V1 còn V2 thì bình thường. Như vậy đây cũng là một cái dấu hiệu của gợi ý cho cái nhồi máu thất phải đó. Như vậy khi mà mấy bạn thấy một cái nhồi máu mà thành dưới ha, mấy bạn có nghi ngờ thất phải, có thất phải đi kèm không? Một là mấy bạn nhìn lên V1 có thấy có ST chênh lên hay không, hai là mấy bạn đo V3R V4R. Thì một số bạn sẽ thắc mắc vậy thì nếu mà bây giờ em đo điện tâm đồ ở V3R V4R thì em lại thấy có sóng quy đó, vậy thì có thể là bệnh nhân bị nhồi máu cũ của thất phải hay không? Thì xin nói luôn là chẩn đoán nhồi máu thất phải người ta không dựa vào sóng quy mà người ta chỉ dựa vô chỉ cần là ST chênh lên 1 mm ở V3R V4R. Còn cái sóng quy đó là sóng quy sinh lý. Vì sao? Vì mới lúc nãy có giải thích rồi, thì đầu tiên là do cái vách khử cực của cái vách liên thất nó đi từ bên phải qua bên trái, sau đó đi từ trái qua bên phải, cho nên ở bên phải mình là sóng quy là ưu thế, còn bên trái sóng S là ưu thế. Như vậy đó là do vậy đó là cái sóng quy, đó là sóng quy sinh lý. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thất phải á, cái thành nó mỏng, và thứ hai mạch máu nuôi nó nhiều, cho nên á, nó chỉ bị tổn thương thôi và sau đó nó hồi phục rất là nhanh và không có cái sẹo nhồi máu cũ, cho nên nó sẽ không có cái tình trạng là sóng quy bệnh lý. Cái đến là nói về cái nhồi máu thành sau, thì mấy bạn biết á, là nhồi máu thành sau biểu hiện là ST nó chân lên ở V3, V7, V8, V9. Nhưng mà bây giờ mình đo điện tâm đồ 12 chuyển đạo, mình đâu phải lúc nào mình cũng đo V7, V8, V9 hay không? Lúc là V7, V8, V9 đâu. Thì trong trường hợp đó người ta sẽ nhìn xem coi là có những dấu hiệu thứ phát của nhồi máu thành sau hay không. Vậy thì cái dấu hiệu thứ phát của nhồi máu thành sau đó là cái gì? Đó là người ta thấy là cái gì? Đó là ở V1, V2, V3. Đầu tiên là có ST chân xuống và thứ hai đó là cái sóng R cao. Thì khi mà người ta thấy là ST chân xuống và sóng R cao thì lúc đó người ta sẽ đo V7, V8, V9. Đây. Đây, người ta đo V7, V8, V9 đây và người ta sẽ ST chân lên, chỉ cần 1 mm là đủ rồi. Thì mình biết là gì? Nếu như ST mà nó chân lên ở V7, V8, V9 thì nó có sóng quy, nó có ST chân, thì tương ứng với lại sóng quy ở đây đối chiếu qua V1 thì sẽ là sóng R. Đó. Và khi mà sóng quy này nó càng sâu xuống thì sóng R ở V1, V2, V3 nó càng cao lên. Và tương tự như vậy, ST nó chân lên ở V7, V8, V9 thì tương ứng với lại V1, V2, V3 ST nó chân xuống. Như vậy, sau này khi mà mình nhìn thấy một cái điện tâm đồ mà có ST chân xuống ở V1, V2, V3 mà kèm theo sóng R cao nữa thì lúc đó mình phải đo V7, V8, V9. Thì V7 đó mình sẽ đo là khoảng gian sừng 5 đường nách sau. V8 mình sẽ đo là ở khoảng gian sừng 5 đường giữa xương bả vai, và V9 là mình đo khoảng gian sừng 5 đường cạnh cột sống. Mình chịu khó nghi bệnh nhân qua và mình đo cho bệnh nhân. Rồi, đó là trong trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có ST chân lên. Còn trong trường hợp mà nhồi máu cơ tim cấp không có ST chân lên, hay người ta gọi là hội chứng vành cấp không có ST chân lên,
Trong cái hội chứng mạch cấp không có tay chân lên thì gồm có là đau thắt ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim cấp không có tay chân lên. Thì hai cái này nó khác nhau ở chỗ là gì? Đó là mấy bạn biết là khi mà cục huyết khối nó hình thành, nó sẽ gây tắc nghẽn cái động mạch vành, và sau đó nhờ cái quá trình tiêu huyết tự nhiên của cơ thể nó sẽ làm tan cục huyết khối này ra một phần, và nó sẽ làm cho máu nó đi qua để mà nó tưới máu. Như vậy nó sẽ làm đi qua tưới máu như vậy, và nó sẽ tưới máu lại cho cái vùng cơ tim. Thì nếu mà cái quá trình này mà nó xảy ra sớm thì cái cơ tim nó chỉ bị tổn thương thôi, mà lúc đó nó sẽ làm cho cái sự thay đổi của ST. Còn nếu như cái quá trình mà tái tưới máu này nó xảy ra chậm, thường là khoảng trên 20 phút, thì lúc đó cái vùng cơ tim nó có hoại tử rồi, làm men tim tăng, thì trong trường hợp đó người ta gọi là nhồi máu cơ tim cấp, không ST chân lên. Thì mình biết là khi mà nó bị tắc nghẽn một phần như vậy thì nó sẽ làm giảm tưới máu, thì lúc đó là nó sẽ làm giảm tưới máu cho cái nội mạc, và khi mà làm giảm tưới máu cho nội mạc thì làm cho ST nó sẽ bị chân xuống. Thì ST chân xuống thì cái điều kiện ST chân xuống như thế nào? Thì thứ nhất á, là cái ST chân xuống á, đó là chỉ cần là chênh xuống 1 mm so với đường đẳng điện. Đây là đường đẳng điện nha, đường TB đây là đường đẳng điện. Vậy thì mình sẽ kẻ đường đẳng điện qua. Rồi, đây là cái điểm G, nha, điểm G này thấy rất là rõ nha. Đây mấy bạn sẽ thấy đây. Mấy bạn đếm 1 2 3 4. Ha, như vậy là khoảng 4 mm. Và cái đoạn chênh xuống này phải kéo dài hơn 0,08 giây. Bây giờ mấy bạn lấy đây 1 mm đây. Đây là cái đoạn đây. Mấy bạn nối lên. Như vậy cái khoảng cách này đó chính là cái độ dài của đoạn chân xuống hơn 1 mm, thì mấy bạn đếm nó là khoảng 2 ô hơn chút xíu. Như vậy là nó hơn, kéo dài hơn 0,08 giây. Ha, đây tôi nói lại đây. Đầu tiên là mấy bạn kẻ cái đường đẳng điện qua. Rồi, đây là điểm G đây, mấy bạn kẻ xuống. Ha, đây là chỗ này đây, cái đường đây là 1 mm đây, mấy bạn kẻ lên. Đó, mấy bạn nối cái đoạn này qua. Đó. Thì cái đoạn này chính là cái đoạn mà ST chân xuống kéo dài hơn, kéo chân xuống hơn 1 mm, và đây là cái khoảng thời gian mà nó chân xuống. Ở đây bạn đếm 1 2 3, nghĩa là nó chân xuống là 0,12 giây. Như vậy là thỏa tiêu chuẩn chẩn đoán nha. Và khi mà đã đọc ST chân xuống rồi thì mình sẽ không đọc vùng, mà mình chỉ đọc là ST chân xuống ở chuyển đạo nào, và mình kết luận là mình sẽ nói rằng là nó có thiếu máu cơ tim. Trong ST chân xuống mình không phân vùng. Khi mà ST chân xuống thì người ta sẽ thấy là nó có ba dạng. Một là dạng chân xuống mà nó dạng là nó đi ngang. Hai là dạng chân xuống mà nó chúi lên, và ba là dạng chân xuống và nó chúi xuống. Và đã nói là đã chân xuống trong bệnh lý mạch vành thì phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là chân xuống hơn 1 mm, và thứ hai là đoạn chân xuống kéo dài hơn 0,08 giây. Thì tại sao mà trong hội chứng vành cấp không có tay chân lên thì ST nó lại nó chân xuống? Thì trong trường hợp mà trong trường hợp này đó là khi mà nó giảm lưu lượng máu thì nó sẽ làm thiếu máu ở dưới nội mạc hơn so với lại thượng mạc. Và khi mà thiếu máu ở cái vùng thượng mạc nội mạc như vậy thì nó làm cho cái hoạt động điện của cái lớp nội mạc nó thấp hơn so với lại cái lớp thượng mạc. Vì trong trường hợp này cái lớp thượng mạc điện thế nó sẽ dương hơn so với lớp nội mạc. Do đó cái vector nó sẽ hướng từ ngoài vào trong, và chính vì nó hướng từ ngoài vào trong và nó sẽ làm cho cái ST chân xuống. Đây, trên điện tâm đồ này mấy bạn sẽ thấy ở đây, ở D1 đây, đó có ST chân xuống dạng đi ngang. Rồi, cái đến là AVF thì không thấy. D2 cũng có ST chân xuống dạng đi ngang luôn. Ở AVF cũng có ST chân xuống luôn dạng đi ngang. Rồi, ở V3 đây có ST chân xuống dạng chúi lên. Ở V4 có ST chân xuống dạng chúi lên. Ở V5 ST chân xuống dạng đi ngang. Như vậy trong điện tâm đồ này tôi sẽ đọc là thiếu máu cơ tim. Cuối cùng đó là về bệnh lý động mạch vành mạn. Thì bệnh lý động mạch vành mạn thì cái cơ chế của nó là do những cái mảng xơ vữa nó làm cho cái lòng động mạch nó bị hẹp lại và làm giảm tưới máu, và cái hoạt động cái sự tưới máu này nó sẽ rõ hơn khi mà bệnh nhân gắng sức. Và cái biểu hiện trên lâm sàng là bệnh nhân có thể biểu hiện những cái cơn đau thắt ngực. Thì khi mà nó giảm tưới máu như vậy thì nó sẽ biểu hiện là nó sẽ gây nên tình trạng thiếu máu cơ tim, và khi mà thiếu máu cơ tim như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lớp nội mạc. Và khi mà nó ảnh hưởng đến lớp nội mạc như vậy thì cái hoạt động quá trình mà hoạt động điện của cái lớp nội mạc nó sẽ ngắn hơn lại so với lớp thượng mạc. Do đó là cái điện thế của lớp nội mạc này nó sẽ âm hơn so với lớp thượng mạc. Do đó cái vector nó sẽ hướng từ ngoài vào trong và biểu hiện đó là cái sống T nó âm.
Thì đặc điểm của sóng tê âm đó là gì? Đó là sóng tê âm dẹp và đối xứng. Đây, mấy bạn sẽ thấy sóng tê đối xứng đây. Và ngoài ra người ta bình thường cái đoạn sóng tê lên nó thường nó lài lài. Ở đây mấy bạn sẽ thấy nó có một cái góc rất là rõ. Người ta đây người ta gọi là cái góc STT. Đây, đây là một cái điện tâm đồ mà mấy bạn sẽ thấy là bệnh nhân sẽ có biểu hiện là cái sóng tê âm ở V1, V2, V3. Thì đây là biểu hiện của một cái điện tâm đồ của thiếu máu cơ tim. Thì trong tương tự như là ST thì sóng T mình chỉ đọc chuyển đạo thôi, mình không chuyển đọc, không đọc phân vùng và mình cũng kết luận là thiếu máu cơ tim. Như vậy, nói tóm lại, mấy bạn cần nhớ như sau. Đặc điểm của cái ST chân lên đó là các cái chuyển đạo khác ngoài V2, V3 phải chân lên hơn 1 mm. Bệnh nhân nam trên 40 tuổi thì V2, V3 phải cao hơn 2 mm. Bệnh nhân nam dưới 40 tuổi thì V2, V3 cao hơn 2,5 mm. Nữ thì ở V2, V3 chỉ cần hơn 1,5 mm là được. Đối với lại cái ST chân xuống thì ST chỉ cần là chân lên, chân xuống hơn 1 mm và phải kéo dài ít nhất là 0,08 giây. Và nó có 3 dạng là chân xuống, chúi xuống, chân xuống đi ngang và chân xuống chúi lên. Như, dựa vào sự thay đổi của STT và sóng Q, mình có thể phân được cái giai đoạn. Ví dụ như là sóng T cao, nhọn, thì lúc đó là giai đoạn tối cấp. ST chân là giai đoạn cấp. ST về đẳng điện là kết thúc giai đoạn cấp. Sự thay đổi của sóng T, và khi mà sóng T nó trở về bình thường, không thay đổi nữa, thì là kết thúc là giai đoạn bán cấp và chuyển sang là nhồi máu cơ tim cũ. Phân vùng nhồi máu thì giúp xác định động mạch vành thủ phạm. Thì mình biết rồi, ở thành dưới là D2, D3, AVF, thành bên là D1, AVL, thành trước là từ V1 đến V6, thành sau là từ V7, V8, V9. Thấp phải là V3, R4, R, hoặc là V1 nó cao hơn so với lại V2. Cái đến nữa là gì? Trong trường hợp mà hội chứng vành cấp không có ST chân lên, hoặc là bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim biểu hiện là sóng tê âm, thì trong trường hợp đó mình chỉ cần đọc là chuyển đạo nào kết luận là thiếu máu cơ tim và không phân vùng. Bài trình bày đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những bài nói tiếp theo.